Đại dịch COVID-19 đã mang đến những ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, đối với thị trường văn phòng, đại dịch đã tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của dịch vụ cung cấp văn phòng linh hoạt. Mặc dù xu hướng làm việc linh hoạt ngày càng gia tăng, nhưng theo báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam, tại thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung văn phòng truyền thống vẫn đạt gần 2,4 triệu mét vuông, tăng 2% theo quý và 11% theo năm, với phần lớn là văn phòng hạng B và C. Xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm thành phố tiếp tục tăng khi 42.300 m2 nguồn cung mới đều tập trung tại đây, trong đó có 55% ở khu vực quận Gò Vấp và Thủ Đức, do khu vực trung tâm có giá thuê cao và diện tích trống ngày càng ít. Trong những năm gần đây, song hành với việc hạ tầng giao thông được cải thiện, làn sóng dịch chuyển cư dân ra các vùng ngoài trung tâm thành phố đã ảnh hưởng đến việc chọn văn phòng của doanh nghiệp vì phải tìm được không gian ưng ý với giá hợp lý, đồng thời dễ tiếp cận với nguồn lao động. Savills cho biết mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với các dự án bất động sản Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực trong năm nay. Đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam, ông Matthew Powell, giám đốc Savills Hà Nội nhận định dòng vốn này chưa thể hiện đúng mức sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại trong năm 2020. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong năm nay. Thứ nhất là quy mô thị trường, nhân khẩu học trẻ, năng động, đây vốn là nền tảng cơ bản khiến cho Việt Nam trở nên hấp dẫn từ trước đến nay. Thứ hai là môi trường đầu tư tại Việt Nam đang dần được cải thiện. Theo đó, những cơ hội hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài như việc chính phủ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ngoại tham gia đấu giá đất và các rào cản pháp lý đang được tích cực gỡ bỏ. Trong năm 2021, đại diện Savills cho biết ba lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư gồm bất động sản nhà ở, công nghiệp và văn phòng. Theo các chuyên gia, với sự bùng nổ của cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành thị trường trọng điểm trong tương lai gần. Bà Nguyễn Hoài An, giám đốc CBRE Hà Nội nhận định, khu Đông Hà Nội có nhiều nét tương đồng với khu Đông thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây do kết nối giao thông chưa thuận tiện nên quận Thủ Thiêm và nhiều huyện tại khu Đông không phải là một địa bàn được người mua nhà ưa chuộng, giá nhà ở đây chỉ ở mức thấp từ 20 tới 25 triệu một mét vuông. Đến khi hàng loạt các cây cầu, đường hầm kết nối giữa trung tâm quận 1 và quận Thủ Thiêm xuất hiện, thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đã dần sôi động hơn với khu vực này. Giờ đây, Thủ Thiêm đã trở thành một trong những khu vực nóng của thành phố Hồ Chí Minh với giá nhà cao hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt với quy hoạch khu Đông thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố Thủ Đức đã tạo ra sự phát triển vượt bậc của thị trường bất động sản. Với những gì đã đang và dự kiến sẽ xảy ra với phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, CBRE Hà Nội nhận định nhiều khả năng một kịch bản tương tự sẽ xảy ra với khu Đông Hà Nội và đây sẽ là một khu vực đáng lưu tâm của thị trường nhà ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh mới đây có đề xuất thành lập thành phố khu Đông Hà Nội. Theo Savills, thị trường biệt thự nhà liền kề ở các dự án Hà Nội ghi nhận sự sôi động trở lại sau thời gian yên ắng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua bất động sản bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá bán sơ cấp trung bình của biệt thự đạt 4.463 đô la Mỹ một mét vuông, tăng 4% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình của nhà liền kề 664 đô la Mỹ một mét vuông, giảm 3% so với quý trước và tăng 14% so với quý 1 năm 2020. Giá bán tăng đi kèm với lượng giao dịch tăng, quý 1 đạt 934 giao dịch, tăng 83% theo quý và 232% theo năm. Báo cáo của CBRE và JLL công bố cũng đều cho thấy tình hình hoạt động của phân khu biệt thự, nhà liền kề tại các quận nội thành Hà Nội trong quý có tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đang có niềm tin mạnh mẽ vào phân khúc này trên thị trường. Cũng theo Savills, nằm trong các dự án quy mô lớn với lượng dân cư nội khu tiềm năng, biệt thự thương mại, dòng sản phẩm mới vừa được tung ra thị trường thu hút sự chú ý của khách hàng. Khác với các sản phẩm biệt thự hay nhà phố thông thường, biệt thự thương mại có loại hình biệt thự diện tích sử dụng lớn, thiết kế hiện đại, kết hợp giữa shop house và biệt thự, nằm trên các tuyến phố trung tâm nhộn nhịp, vừa có thể sử dụng làm nơi ở, vừa có thể cho thuê cung cấp các dịch vụ cao cấp như lounge bar, spa, thẩm mỹ viện, showroom thiết kế nội thất. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc nghiên cứu dự án đường trên cao Bắc Nam từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố đề xuất ý tưởng. Theo đó, đường trên cao Bắc Nam bắt đầu từ nút giao đường Cộng Hòa – Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh, đề xuất là tuyến đường mới, kết hợp một phần tuyến đường trên cao số 1, số 2 và số 3 theo quy hoạch, tạo thành hệ thống trục giao thông đô thị Bắc Nam, kết nối với đường Vành Đai 2, kết nối giữa khu vực nội thành và ngoại thành, đồng thời kết nối khu vực phía Bắc thành phố, quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp và quận 12,
khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực trung tâm quận 1, quận 3, quận 4, khu đô thị Nam Sài Gòn và ngược lại. Tuyến đường đi của tuyến này dọc theo đường Cộng Hòa, Bùi Thị Xuân, hẻm 656, Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, dọc kênh Ông Lớn và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Linh. Toàn tuyến có chiều dài 14,1 km, chiều rộng 30m, phần đường trên cao 4 làn xe 16m. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng, được đề xuất theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ ban hành nghị quyết ủy quyền cho thành phố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố tại một số khu vực trên địa bàn. Cụ thể, gồm khu vực xung quanh nhà ga metro theo hình thức TOD, mô hình phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng, một số khu vực như khu đất 384,2 ha thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao 380 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, khu công viên khoa học và công nghệ, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức và các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp thiết. Sau đó, thành phố cập nhật vào quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, không làm thay đổi quan điểm định hướng của quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa đề xuất xây dựng nhà ga hành khách T2 tại sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với tổng vốn đầu tư là hơn 1.222 tỷ đồng bằng vốn của tổng công ty. Được biết, nhà ga T2 được Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề xuất với công suất khai thác 3 triệu hành khách một năm. Trong đó, thì nhà ga hành khách T2 có diện tích là 1,136 ha, sân đỗ ô tô trước nhà ga T2 và các công trình phụ trợ là 19,784 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội cần đầu tư đợt 1 trong năm 2021. Số lượng dự án lần này sẽ đáp ứng nhu cầu ở của hơn 23.230 người. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội cần đầu tư trong đợt 1 trong năm này. Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội chủ yếu nhằm đáp ứng được nhu cầu của người lao động trên địa bàn. Theo đó, số lượng dự án được phê duyệt lần này là 11. Tổng diện tích sử dụng đất là 23,39 ha, quy mô dân số đáp ứng khoảng 23.230 người. Dự án lớn nhất về diện tích khu nhà ở xã hội cao 9 tầng ở thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du với 4,94 ha, phục vụ 2.600 người. Trong khi đó, khu nhà ở xã hội 18 tầng dành cho công nhân ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ đáp ứng được nhu cầu của nhiều người nhất với 3.480 người. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và hạn chế rủi ro. Trong đó, tín dụng bất động sản phải kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động sản có quy mô lớn, cấp tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát cho vay lĩnh vực này để hạn chế rủi ro. Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản có sự phục hồi tích cực từ cuối năm 2020 khi lượng giao dịch và giá bán đều tăng. Tính đến hết quý 1 năm 2021, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh. Cụ thể, hiện cả nước có 1.733 doanh nghiệp bất động sản, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp bất động sản tạm dừng kinh doanh không nhiều, chỉ có 694 đơn vị. Dự báo nguồn cung các dự án bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng nhờ sự tăng tốc đầu tư của các doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải vừa ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư là 11.157 tỷ đồng và sẽ được hoàn thành vào năm 2024. Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng phần góp vốn nhà nước để đánh giá tài chính thương mại, được cập nhật quy định chuyển tiếp của luật PPP và các nghị định hướng dẫn trong quá trình đàm phán hợp đồng dự án. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.